cháy nổ đang ngày càng diễn biến phức tạp và để lại nhiều hậu quả nặng nề. Do đó, nhận thấy tầm quan trọng của việc phòng cháy chữa cháy trong các cơ sở giáo dục nói chung và của trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên nói riêng, mỗi thầy cô giáo, mỗi học sinh cần nâng cao hơn nữa ý thức trong công tác phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho mình và những người xung quanh. Ngày 25 tháng 4 năm 2022, trong buổi sinh hoạt dưới cờ, đội tuyên truyền măng non kết hợp cùng với các thầy cô trong tổ phòng cháy chữa cháy đã thực hiện việc tuyên truyền về an toàn và kỹ năng phòng cháy chữa cháy trong đơn vị trường học, nhằm trang bị những kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cũng như phối hợp với các lực lượng để xử lý khi không may có cháy nổ xảy ra. Đây là một buổi tuyên truyền phổ biến các kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy được nhà trường tổ chức. Các ví dụ về các vụ cháy nổ lớn tại các khu dân cư, trường học được các thầy cô phân tích một cách kỹ lưỡng, nguyên nhân các vụ hỏa hoạn được chỉ ra một cách cụ thể để các bạn học sinh, các thầy cô giáo có thể nắm chắc và có thể xử lý kịp thời, bình tĩnh các sự cố cháy nổ kể từ thời điểm phát sinh. Các thầy cô giáo trong tổ phòng cháy chữa cháy cũng trực tiếp được hướng dẫn các kỹ năng sử dụng bình chữa cháy, phối hợp chữa cháy an toàn trong trường học. Thông qua buổi tuyên truyền, các thầy cô và các bạn học sinh được trang bị các kiến thức kỹ năng về phòng cháy chữa cháy. Tất cả các thầy cô và các bạn học sinh đều cảm thấy yên tâm, bình tĩnh để xử lý khi không may có sự cố cháy nổ xảy ra, để ứng phó kịp thời với các tình huống bất ngờ và hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra. Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại tại buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy của trường tiểu học số 1 thị trấn Tân Uyên.